Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Gia, diễn đọc Bi, tập 25, chương 136. Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi, phần 6. Lục Bán Thành nghe đến đó hoàn toàn hiểu ra. Vì vậy, nếu anh không cứu hai cậu bé đó thì có thể đã gặp cô ấy rồi đúng không? Lúc này Cố Dư Sinh phản ứng so với ngày thường còn chậm hơn. Một hồi lâu hắn mới ử một tiếng. Làm bạn bè, Lục Bán Thành biết mình nên an ủi Cố Dư Sinh, nhưng trong chốc lát hắn cũng không biết mình nên nói gì. Yên lặng một lát mới nói: trong lòng anh có phải đang rất hối hận không? Không hối hận, Cố Dư Sinh nói dứt quãng, chỉ cảm thấy thật sự khó vượt qua. Kỳ thật tôi có thể lên bờ, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cậu bé kia chết. Tôi cũng biết rất rõ, nếu lúc đó cứu người, bản thân mình cũng có thể không lên bờ được. Thế nhưng cậu cũng biết đó, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Kỳ thật tôi đã từng nghĩ mình thật sự sẽ chết trong dòng nước, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang chờ tôi, tôi liền có thể cố gắng chịu đựng mà vượt qua tất cả. Bán Thành, cậu có biết không, trước đây tôi đi bộ đội, tôi cũng đã không ít lần bị thương, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bị thương như lần này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại muốn sống như vậy. Lục Bán Thành biết Cố Dư Sinh còn chưa nói xong, hắn cũng có thể biết tâm tình của Cố Dư Sinh lúc này chắc chắn là ngột ngạt đến cực hạn. Hắn nói với mình những chuyện này chính là muốn tìm một chỗ để giải quyết mọi chuyện. Vì vậy Lục Bán Thành không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nghe hắn nói. Tôi muốn sống bởi vì cô ấy đang chờ tôi. Âm thanh của Cố Dư Sinh dần trở nên mơ hồ, có thể Lục Bán Thành vẫn có thể lắng nghe hắn nói. Tôi có thể vì bất kỳ sinh mạng nào trên mảnh đất này mà đánh đổi mạng sống của bản thân, nhưng tôi chỉ vì một mình cô ấy mà hy vọng mình có thể tiếp tục sống. Nhưng sau khi tôi sống sót, cô ấy cũng còn ở đây nữa. Tôi vì cô ấy mà tồn tại. Giọng nói của Cố Dư Sinh trầm xuống, có chút run rẩy. Bây giờ tôi lại không biết mình đang tồn tại vì cái gì, tôi sống có ý nghĩa gì, rất vô vị, cậu có biết không? Nếu như lúc nãy Lục Bán Thành còn im lặng để nghe hắn giải bày, thì bây giờ Lục Bán Thành lại im lặng bởi vì hắn không biết mình nên nói gì. Trong phòng tối đen, hắn không thể nhìn rõ Cố Dư Sinh, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nặng nề đau xót mà Cố Dư Sinh đang gánh chịu. Cố Dư Sinh không nói nữa, bên trong lại yên tĩnh. Lục Bán Thành thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của Cố Dư Sinh. Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh lại nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể một chút. Hắn mở miệng, âm thanh nghe có vẻ khàn khàn. Đã rất nhiều năm không cảm nhận được cái cảm giác vô vị này. Từ bỏ giấc mơ của chính mình, cha mẹ qua đời, hắn từ một người đầy nhiệt huyết, ước mơ và hoài bão biến thành một con dao. Hắn muốn chính mình chỉ cần cả đời cứ như vậy là được, muốn ra sao thì ra. Mãi cho đến khi cô xuất hiện, trái tim lạnh băng của hắn mới từ từ sống lại, đập thêm những nhịp đập tươi mới. Hắn giống như được hồi sinh, tạo nên một vòng luân hồi. Mãi đến khi hắn cứu người rơi xuống nước, ngày ấy nghe những câu nói kia của cô, hắn mới rõ ràng ý thức được sâu bên trong hắn lại có một giấc mơ mới, mà giấc mơ kia chính là cô. Nhưng giấc mơ mới của hắn so với việc buông tha Mộng Sơn Hà năm đó lại càng khốc liệt hơn. Mộng Sơn Hà kia ít nhất hắn cũng được theo đuổi, cũng được hưởng thụ cái cảm giác sống trong giấc mộng đó, còn giấc mộng về cô chưa kịp bắt đầu đã vội lụi tàn. Cố Dư Sinh định thần một lúc lâu mới giật giật người, mơ hồ nhìn qua Lục Bán Thành đang nằm trên ghế sa lông. Lại là một lúc lâu, những tiếng nói kỳ cục lại đều đều phát ra từ miệng Cố Dư Sinh, âm điệu là đang lẩm bẩm lầu bầu. Tôi còn chưa khỏe lại, cô ấy đã rời khỏi tôi mà đi. Dừng một chút, hắn lại mở miệng, trong họng giống như bị một thứ gì đó chặn lại. Hắn rất nặng nhọc nói tiếp: tôi đã quyết định cho cô ấy tất cả mọi thứ, nhưng cô ấy đã đi rồi. Cậu không phải, cậu cũng biết
tôi rất sợ yêu một người sao? Nhưng tôi vẫn còn yêu, mà tên của cô ấy tôi còn không biết, ngay cả mặt của cô ấy cũng không. Hắn giơ hai tay che kín mặt mình, hô hấp nặng nề. Cái gì tôi cũng không biết. Lục Bán Thành cũng cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm bóng người của Cố Dư Sinh trong bóng tối, không chớp mắt, mới nói: anh cũng đừng đau buồn quá. Dù sao anh cũng còn trẻ, biết đâu không bao lâu sau anh lại có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn thì sao? Đừng bi quan như vậy. Không. Cố Dư Sinh nặng nề, chỉ nói hai chữ, đột nhiên ngừng lại, sau đó hít mũi một cái rất nhỏ, rất nhỏ. Bên trong rất yên tĩnh, nên Lục Bán Thành có thể nghe được rất rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng không xác định, hô hấp cũng dừng lại. Qua một lúc cực kỳ lâu, Cố Dư Sinh lại mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng âm thanh lại mang theo một giọng mũi không dễ phát hiện. Không thể gặp được cô gái tốt hơn đâu. Đối với hắn mà nói, cô chính là cô gái tốt nhất trên thế giới, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Coi như cô đã đi rồi thì cả đời này hắn cũng sẽ tìm cô. Tìm không thấy cô, hắn sẽ không yêu bất cứ cô gái nào khác nữa. Hắn chỉ có một trái tim, cho cô rồi hắn không thể chấp nhận người nào khác. Nghĩ tới đây, ánh mắt Cố Dư Sinh lại nóng lên, giọng nói càng ngày càng run đến khó nghe, rõ ràng là đang khóc nức nở. Hơn nữa, tôi cũng không muốn quen, nhiều nhất chính là có thể tìm thấy cô hay không. Dù sao, đầu ngón tay Cố Dư Sinh chạm nhẹ vào khóe mắt, cảm thấy ướt át, toàn thân hắn cứng đờ, mới nói tiếp: Bán Thành, tôi chỉ nghĩ về một tương lai mà thôi. Bên trong đó, tương lai chỉ có cô. Chữ thôi cuối cùng hắn còn chưa phát âm tròn vành rõ chữ thì ngậm miệng lại. Cách mấy giây, Lục Bán Thành lại nghe thấy một tiếng khụt khịt rất nhỏ. Là hắn đang khóc sao? Một lát sau, Lục Bán Thành cất tiếng thăm dò: Anh Sinh. Cũng biết hắn có nghe thấy hay không, hoặc nghe thấy nhưng không muốn trả lời. Cách một lúc lâu, hắn mới hạ một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, vẫn giống như lúc bình thường. Sau đó, Lục Bán Thành liền nghe thấy một loạt những âm thanh, là Cố Dư Sinh đứng lên. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng đen di chuyển. Cố Dư Sinh vào nhà vệ sinh, đóng cửa. Sau đó nhà tắm lại có tiếng nước chảy, phá hủy bầu không khí yên tĩnh. Trong nháy mắt, trực giác của Lục Bán Thành tự hỏi, Cố Dư Sinh có lén trốn vào nhà vệ sinh mà khóc không? Qua một lúc, cửa phòng lại được mở ra. Chương 438. Trong phòng tắm sáng đèn, chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ, rơi vào trong mắt Lục Bán Thành là khuôn mặt không chút gợn sóng của Cố Dư Sinh. Ngoại trừ đôi mắt có chút đỏ hồng, không có chút dấu vết đã khóc, nhưng lúc hắn mở miệng, giọng nói nghe rất kỳ cục. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi một chút đi, tôi cũng mệt rồi. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, khẽ gật đầu một cái, đứng lên rời đi. Mãi đến lúc Lục Bán Thành biến mất không còn tăm hơi, Cố Dư Sinh mới từ từ cửa phòng tắm đi đến bên giường, nằm ngửa trên giường. Ánh đèn trong nhà vệ sinh vừa vặn chiếu xuống mặt, khiến hắn chói mắt. Hắn giơ tay che lại ánh sáng, đáy mắt mới thoải mái hơn một chút. Nhưng không qua bao lâu lại cảm thấy chua xót. Chuyện của hắn và cô bắt đầu vào một ngày hạ trăm hoa đua nở, kết thúc vào một ngày đông cảnh khô trơ trọi. Thời gian nửa năm là thời điểm ấm áp nhất trong sinh mệnh của hắn. Mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh, ai có thể chịu đựng được mấy ngàn dặm đau đớn? Quãng thời gian còn lại của Cố Dư Sinh không có cô, hắn biết sống như thế nào đây? Hay là giống như trước, vô tình, vô dục, không bi ai, không bi thương, sống ngày nào, tính ngày đó hay sao? Hình như cũng chỉ có thể như vậy, không có cô, còn có thể kém hơn hay sao? Hay là đần độn, vô vị, không còn muốn sống? Quãng đời còn lại dài như vậy, nhưng hắn luôn có cảm giác bản thân đã đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Đã một thời gian dài, Tần Chỉ Ái chưa gặp mẹ, còn 2 tháng nữa là đến Tết. Thêm vào việc vừa mới rời khỏi Cố Dư Sinh, tâm tình của cô không ổn định cho lắm. Món nợ của cha đã có thể được trả sạch, nhịn lâu như vậy, cô đã có thể quay trở lại cuộc sống.
quay trở lại với nếp sinh hoạt bình thường. Vì vậy, cô muốn cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, liền tự tay điền đơn xin nhập học lại vào ngày khai giảng sau kỳ nghỉ đông. Đơn xin nhập học rất nhanh, được nhà trường phê chuẩn. Coi như đã xong tất cả những chuyện ở Bắc Kinh, cô không có nơi ở Bắc Kinh, nên mấy ngày nay chỉ toàn ở khách sạn. Sau khi nhận phê chuẩn nhập học của trường, cô định buổi chiều sẽ đi tìm mẹ và Tần Giao Ngôn ở Hàng Châu. Nhưng còn chưa mua được vé tàu, cô nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn, nói cho cô biết cô ấy đã giải quyết xong tất cả những chuyện còn lại ở Thượng Hải, mấy ngày nữa sẽ về Bắc Kinh, không muốn về nhà làm phiền cha mẹ nên muốn thuê nhà trọ, hỏi cô có muốn chia phòng hay không. Tần Chỉ Ái do dự không biết là năm sau nên vào ký túc xá của trường hay tìm nhà trọ ở gần trường. Lại nghe Hứa Ôn Noãn đề nghị như vậy, chẳng cần suy nghĩ liền đồng ý. Ngày mốt, Hứa Ôn Noãn đến Bắc Kinh mà còn chưa tìm được chỗ ở, nên sau khi cúp máy xong, cô liên lạc với trung tâm môi giới tìm một căn phòng trọ. Vận may của cô cũng không tồi, chiều hôm đó tìm thấy một căn nhà, dù là xét về giá cả hay vị trí đều rất tốt. Cô chụp ảnh cho Hứa Ôn Noãn xem xong, được sự chấp thuận của Hứa Ôn Noãn, liền lập tức ký hợp đồng. Lấy được chìa khóa nhà cũng là 5 giờ chiều, Tần Chỉ Ái không có làm gì, liền đi đến siêu thị, mua một chút đồ dùng hàng ngày, trở lại phòng trang trí phòng trọ. Đợi đến lúc hoàn thành xong mọi việc, đã là 11 giờ khuya, Tần Chỉ Ái ra cửa nhỏ của khu khoái san sảnh, ăn một tô mì lấp đầy bao tử trống rỗng, sau đó mới quay trở lại phòng bắt đầu thu dọn đồ để sáng sớm mai đi Hàng Châu. Chương 439. Tất cả quần áo của cô đều để ở Hàng Châu. Tần Chỉ Ái nghĩ qua Tết lúc quay trở lại Bắc Kinh có thể phải xách theo rất nhiều đồ, nên lúc này dọn đồ ít nhất có thể. Tần Chỉ Ái thu dọn hành lý, nhìn trên giường để một đống những thứ không cần mang theo. Bởi vì quá mệt mỏi nên cô chỉ có thể bỏ toàn bộ vào ngăn kéo. Vừa mới chuẩn bị đi ngủ, cô lại nhìn thấy một hộp quà vuông vức ném trên mặt đất. Bước chân cô dừng lại, nhìn chăm chăm hộp quà một lúc lâu, cô mới cong người nhặt nó. Mặc dù không mở ra cũng có thể biết được đó chính là chiếc nhẫn cô nhặt được ở vườn sau. Lúc trước khi đổi lại với Lương Đậu Khấu, cô đã để quên trong hành lý còn sót chiếc nhẫn này. Tần Chỉ Ái ngồi chồm hổm trên mặt đất, sửng sốt một lúc lâu mới đứng lên nhặt hộp nhẫn trên giường, sau đó đi tới nhà vệ sinh. Cô tắm xong, tắt đèn lớn, nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô lăn qua lộn lại một lúc lâu, ngồi dậy mở tủ đầu giường, soi đèn bàn và giản dị vào hộp quà kia. Cô nắm trong tay hồi lâu mới giơ lên trước mắt, từ từ mở hộp. Ánh kim cương lưu chuyển, đập đến chói mắt. Cô nhìn chằm chằm trong chốc lát, cũng không biết nghĩ gì, lại nhìn qua cửa sổ, nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn. Ngây ngẩn một hồi lâu mới đóng hộp nhẫn, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường, tắt đèn bàn, chui vào trong chăn nhắm mắt lại. Nằm nằm, mắt cô lại ướt. Tàu của Tần Chỉ Ái khởi hành lúc 10 giờ ngày thứ hai. Chưa đến 6 giờ sáng, cô đã rời khỏi giường. Sau khi rửa mặt xong, cô lại đi tới trước tủ đầu giường, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong chốc lát, sau đó cầm lấy nhẫn bỏ vào trong túi áo bành tô, liền lôi hành lý đi ra cửa. Cô đi tàu điện ngầm, không nhanh chóng vào ga tàu hỏa mà tìm một công ty chuyển phát nhanh. Sau khi đi vào, Tần Chỉ Ái muốn chuyển phát, nhưng bất kể là người nhận hay người chuyển đều điền tên và số điện thoại của hắn. Cô đặt hộp nhẫn trong một chiếc hộp nhỏ, tự tay gói lại, sau khi đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh, nhìn người ta đóng dấu vào hộp rồi mới trả tiền, nói cảm ơn, rồi nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay nhân viên chuyển phát nhiều lần mới kéo hành lý xoay người, cũng không quay đầu lại lấy một lần, đi tới nhà ga. 9:40, Tần Chỉ Ái lên tàu hỏa. 10 giờ đúng, tàu hỏa xuất phát đúng như giờ dự kiến. Sau 5 tiếng đến trạm Hàng Châu Đông, Tần Chỉ Ái xuống tàu. Lúc chờ taxi, cầm điện thoại di động tra mã vận đơn, chính là đơn hàng sáng nay cô đã gửi đi. Chắc một chút nữa hắn sẽ nhận được chiếc nhẫn. Đó là đồ vật cuối cùng có liên quan đến hắn
mà cô mang theo, hắn và cô triệt để rõ ràng như vậy là tốt rồi. Tần Chỉ Ái đứng ven đường, bừng tỉnh tinh thần, nhìn thấy taxi chạy đến, liền vẫy xe. Ngồi trên xe cô mới phát hiện, thì ra tâm trạng của cô rất nặng nề, tim đập vất vả, bây giờ lại bén đau. Lục Bán Thành cho rằng Lương Đậu Khấu Giả kia rời đi sẽ khiến Cố Dư Sinh suy sụp một trận. Hắn không nghĩ tới ngày hôm sau Cố Dư Sinh lại giống như không có chuyện gì đến công ty. Chương 440. Ngoại trừ sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, dẫn đến sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, Cố Dư Sinh không khác với ngày thường là mấy. Bất kể là họp hay đàm phán với khách hàng, trong miệng hắn đều nói chuyện rất rõ ràng, logic. Lúc Lục Bán Thành vẫn có chút lo lắng, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ xong, thấy Cố Dư Sinh vẫn mang dáng dấp tĩnh lặng, nhạt nhòa như nước lã, hắn mới từ từ cảm thấy yên tâm. Thậm chí, có ngày Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành tham gia một số buổi tiệc, có người cười nói chơi trò đoán số, ai thua sẽ bị phạt 3 chén rượu. Lúc tâm tình của Cố Dư Sinh không tốt, luôn để ý đến người khác, lúc này chỉ cách ngày Lương Đậu Khấu Giả rời đi có mấy ngày, người này chắc chắn phải chịu mất mặt. Ai ngờ hắn lại lười biếng ngồi trên bàn, ngước mắt hững hờ nói, được. Lục Bán Thành bất ngờ liếc hắn một cái, sau đó liền thấy hắn thật sự đưa tay ra trước mặt người kia. 3 thua 2 thắng, Cố Dư Sinh thua, đầu hắn còn chưa cắt chỉ. Lục Bán Thành ngăn lại, nói với người kia, anh Sinh còn chưa khỏe, không thể uống rượu. Vậy làm sao bây giờ? Người cùng chơi với Cố Dư Sinh cũng không miễn cưỡng, để chai rượu xuống, suy nghĩ một hồi, có thể đã ngà ngà say, lá gan cũng lớn hơn, liền nói, nếu như vậy hay là Cố Tổng hát một bài. Nói thật, Lục Bán Thành quen biết Cố Dư Sinh nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Dư Sinh hát. Cũng vì vậy, hắn vẫn cho rằng Cố Dư Sinh sẽ từ chối lời đề nghị này. Nhưng không ngờ, lại thêm một lần nữa, Cố Dư Sinh lại làm ngược lại với suy nghĩ của Lục Bán Thành. Hắn đồng ý. Trong phòng karaoke, có người thấy Cố Dư Sinh đồng ý, lập tức để nhân viên phục vụ chuyển micro và điều khiển từ xa cho hắn. Cố Dư Sinh cầm điều khiển từ xa, nhìn một chút rồi bấm nút. Sau đó âm nhạc êm tai vang lên. Cố Dư Sinh ngồi một chỗ không nhúc nhích, đợi khoảng 20 giây mới đứng dậy mở miệng. Bài hát nguyên gốc là do ca sĩ nữ hát, thế nhưng Cố Dư Sinh chọn bài này hát ngược lại cũng đặc biệt có ý nghĩa. Sau khi kết thúc, hắn cầm micro đứng dưới ngọn đèn, biểu hiện rất ôn hòa, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lấp lánh nước. Mãi cho đến khi có người vỗ tay, hắn mới xoay người đưa micro cho nhân viên phục vụ, đi đến trước bàn, ngồi xuống chỗ cũ. Lục Bán Thành nhìn hắn vài lần, nghĩ thầm đêm nay Cố Dư Sinh thật sự tâm tình rất tốt, xem ra hắn đã nguôi ngoai dễ hơn rất nhiều so với tự sự tưởng tượng. 2 ngày sau, Lục Bán Thành mới biết hắn hiểu sai ý của Cố Dư Sinh, không phải là đã nguôi ngoai mà là chưa từng nguôi ngoai. Đợi đến khi hắn xử lý xong mọi chuyện cũng đã là 5 giờ chiều. Lúc tan tầm, buổi tối không có gì làm, Cố Dư Sinh ở trong phòng làm việc. Lục Bán Thành không có hình tượng, nằm trên ghế salon, đột nhiên nghĩ xong rồi nói, em có biết một chỗ không tệ lắm, chúng ta đến đó ăn tối. Cố Dư Sinh đang xem lướt qua văn bản trên máy tính, tay trái chống cằm, trên mặt hững hờ, nghe lời nói của hắn xong cũng chẳng nhìn hắn một cái, không để ý nói, được. Chương 441. Không thể nào quên được thâm tình, phần 1. Vậy em gọi điện thoại đặt bàn trước. Lục Bán Thành vừa nói vừa tìm số điện thoại trong danh bạ. Vừa bấm điện thoại xong, cửa phòng Cố Dư Sinh có tiếng gõ, là thư ký của hắn đi vào, đặt một tập tài liệu xuống bàn, giọng điệu nhỏ nhẹ nói chuyện làm ăn. Cố Dư Sinh cũng không nói, chỉ nghe cô ấy trình bày, sau khi thư ký nói xong mới gật đầu một cái nói, biết rồi. Thư ký không ra ngoài ngay mà đưa một chiếc hộp chuyển phát nhanh cho hắn. Đây là chuyển phát nhanh mà tiếp tân mới đưa tới, là gửi cho ngài. Cố Dư Sinh hở hững đáp một tiếng, chỉ trên bàn làm việc, ý là cô ấy đặt ở chỗ đó, sau đó liền quay về phía laptop, nhanh chóng gõ chữ. Đợi đến khi bưu kiện cho Cố Dư Sinh xong, thư ký mới đưa ra khỏi văn phòng,
Lục Bán Thành đang ở đó nói tên người bên đầu dây bên kia để ghi nhận đặt bàn. Cố Dư Sinh xoa xoa cái cổ cứng đờ, tầm mắt lơ đãng nhìn đến hộp bưu kiện trên bàn, nhìn thấy tên người gửi hay người nhận cũng đều là hắn, liền nhíu mày. Hắn chưa từng gửi cho chính mình bất cứ một cái gì, hơn nữa đây là số điện thoại riêng của hắn, cũng không có nhiều người biết. Cố Dư Sinh chần chừ trong chốc lát, sau đó mới lấy dao dọc giấy, nhanh chóng mở tờ giấy gói bên ngoài. Bên trong chính là một hộp quà quen thuộc. Hắn khẽ mím môi, lại cầm hộp lên, mở nắp. Quả nhiên bên trong chính là chiếc nhẫn hắn đã mua cho Tiểu Phiền Toái. Mấy ngày nay, hắn có đến hoa viên tìm, nhưng không tìm thấy. Quản gia nhìn hắn, cứ hỏi hắn đang tìm cái gì. Hắn nghĩ quản gia cũng sẽ thường xuyên đến hậu hoa viên chăm sóc cây vườn, nên hỏi bà có nhìn thấy một chiếc nhẫn hay không. Quản gia như nhớ ra chuyện gì, lại nói ngày hắn đi Thượng Hải công tác, phu nhân đã cầm đi rồi. Khi đó người sống trong biệt thự vẫn còn là Tiểu Phiền Toái, mà bây giờ cô lại gửi chiếc nhẫn này cho hắn. Vì vậy người gửi chiếc nhẫn này là Tiểu Phiền Toái hay sao? Cố Dư Sinh nhất thời vội đến nhảy lên, lao ra khỏi văn phòng, vọt tới trước mặt thư ký, lo lắng hỏi: chuyển phát nhanh này là ai đưa tới? Mới hỏi xong, hắn liền nhớ ra là nhân viên tiếp tân đưa lên. Sau đó cũng chẳng chờ thư ký trả lời, đã chạy về hướng thang máy, đi đến quầy tiếp tân. Trước quầy tiếp tân là nhân viên đã ký nhận tất cả các bưu kiện gửi đến công ty, nên có thể tìm được số điện thoại của công ty vận chuyển. Một lúc sau mới tra ra được một chút tin tức. Thật sự là có một cô gái đã ký chuyển phát bưu kiện này đi, nhưng đeo khẩu trang nên nhân viên không thể nhìn rõ mặt. Nhân viên tiếp tân thuật lại toàn bộ cho Cố Dư Sinh nghe. Qua một lúc sau, hắn mới a lên một tiếng, quay người trở về thang máy về văn phòng. Trở lại phòng làm việc, Lục Bán Thành đã cúp máy. Nhìn hắn trở về lại buồn bực hỏi: anh làm gì mà chạy ra ngoài gấp như vậy? Cố Dư Sinh ngồi tại bàn làm việc, nhìn chăm chăm chiếc hộp chuyển phát nhanh một chút, mới trả lời Lục Bán Thành: không có gì. Lục Bán Thành đáp một tiếng, vừa chuẩn bị nói: em đặt được bàn rồi, tối nay 7 giờ. Kết quả còn chưa mở miệng đã nhìn thấy đồ vật trong hộp. Đây không phải là chiếc nhẫn mà hắn đi tận Anh Quốc giúp Cố Dư Sinh đặt làm hay sao? Chương 442. Làm sao lại còn có người dùng hình thức chuyển phát nhanh để giao đến tận tay hắn? Nhẫn này là hắn mua cho Lương Đậu Khấu, chẳng lẽ là Lương Đậu Khấu giả kia gửi về? Khó trách vừa rồi hắn lại chạy vội ra ngoài như vậy, chắc là tìm tin tức của con bé kia. Sau khi trở về biểu hiện lại bình thản như vậy, chắc là không thu hoạch được gì. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm dáng vẻ xem tài liệu của Cố Dư Sinh, lại hỏi: buổi tối còn đi không? Đi đâu? Cố Dư Sinh sững sờ hỏi ngược lại, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu. Sau đó mới nhớ lại lúc nãy hắn vừa đồng ý đi ăn tối với Lục Bán Thành, lại gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: đi. Lục Bán Thành tiếp tục quan sát Cố Dư Sinh vài lần, thấy hắn hoàn toàn không có chút khổ sở cô đơn nào, mới dựa vào sofa nói những câu lúc nãy định nói: em định đặt bàn rồi, tối nay 7 giờ. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, tầm mắt chưa hề rời khỏi tài liệu. Cơm tối Lục Bán Thành chở Cố Dư Sinh đi. Trên đường đi hắn nghe điện thoại là một đối tác bên Mỹ gọi tới. Hắn dùng tiếng Anh trả lời, với bọn họ rất trôi chảy, nói chuyện khoảng 20 phút, câu chữ rõ ràng sáng tỏ. Dáng dấp kia lý trí như vậy, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào từ chiếc nhẫn. Trước đây Cố Dư Sinh cứ lạnh nhạt bình tĩnh, Lục Bán Thành rất yên tâm, nhưng lúc này bộ dáng của hắn khiến cho Lục Bán Thành cảm thấy sợ, bởi vì hắn quá lý trí đến nỗi hắn cho rằng một giây sau Cố Dư Sinh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng mà ngoài những gì hắn dự tính, toàn bộ quá trình ăn tối Cố Dư Sinh còn nhàn nhã thong dong hơn so với những gì hắn nghĩ nhiều. Đến khi tận khi dùng cơm xong, Lục Bán Thành mới hoàn toàn thừa nhận rằng mình quả là đã suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc rời khỏi nhà hàng, Lục Bán Thành một tay lái xe ra khỏi bãi đậu xe, lại quay người hỏi Cố Dư Sinh: về nhà sao? Công ty. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí tự nhiên mà trôi chảy trả lời:
còn có một chút chuyện chưa xử lý xong. Lục Bán Thành không nói nữa, vọt thẳng về công ty. Hắn không lái xe xuống bãi đậu xe dưới đất mà dừng ở ven đường. Sau khi Cố Dư Sinh xuống xe mới từ từ đạp chân ga đi về nhà. Sắp về đến cửa nhà, Lục Bán Thành nhớ đến mình còn giữ một tập tài liệu quan trọng của Cố Dư Sinh. Sáng mai hội nghị lúc 8 giờ cần phải dùng tới. Bây giờ Cố Dư Sinh còn đang tăng ca trong công ty, có khi ngày mai sẽ không thể dậy sớm như vậy. Lục Bán Thành do dự một chút, lại quay xe trở về công ty của Cố Dư Sinh. Dừng xe, hắn mới lên thang máy, đi thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà. Ngoại trừ văn phòng của Cố Dư Sinh là còn sáng đèn, những chỗ khác đã đen kịt một màu. Lục Bán Thành tiện tay mở hai công tắc đèn, đi về phía phòng của Cố Dư Sinh. Có thể là chỉ có mình hắn trên tầng cao nhất, nên hắn cũng không đóng cửa. Lúc sắp đến gần, Lục Bán Thành nghe bên trong có tiếng nhạc. Không phải tăng ca sao, lại còn mở nhạc. Lục Bán Thành vừa mới ngó vào phòng, sau đó giống như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ. Cố Dư Sinh đang cầm chiếc nhẫn trong tay, nằm nhoài trên bàn, vai run run. Chương 443. Mặc cho phòng làm việc có tiếng nhạc, nhưng qua âm thanh du dương kia lại có thể nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của Cố Dư Sinh. Lục Bán Thành không biết mình đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi Cố Dư Sinh đang nằm nhoài trên bàn kia giật giật người, hắn mới bừng tỉnh lại tinh thần, nhanh chóng lui về phía sau một bước, đứng sau vách tường. Trong phòng làm việc không còn tiếng nhạc, Lục Bán Thành đứng một lúc lâu mới định thần, nhìn Cố Dư Sinh dùng ca khúc này để nhớ về cô bé kia. Hơn nữa, giai điệu lại có chút quen thuộc, hình như hắn cũng đã nghe qua ở đâu. Hắn nghe được: đến khi mắc kẹt trong thế giới của anh, em mới biết tình yêu nguy hiểm như thế nào. Lúc nghe câu này, Lục Bán Thành mới tỉnh ngộ, đây chẳng phải là bài hát mà ngày trước Cố Dư Sinh đã chịu phạt, đã hát hay sao? Đây là bài gì? Tại sao hắn yêu thích như vậy? Lục Bán Thành nghĩ lại, lại lấy di động ra tra lời của bài hát, thì ra là bài Đích. Lúc nhìn thấy chữ này, hắn lại nhíu mày. Thảo nào nghe quen như vậy, hình như đã từng nghe ai hát. Trong đầu Lục Bán Thành còn đang tự hỏi thì thấy tên của ca sĩ. Lúc này hắn mới hiểu mọi chuyện. Đây chính là ca sĩ mà Cố Dư Sinh muốn mời đến để cầu hôn Lương Đậu Khấu giả. Lúc đó Cố Dư Sinh đã nói gì? Hắn nói Tiểu Phiền Toái thích bài hát này, hắn muốn ca sĩ đã từng trình diễn bài hát này hát cho cô nghe. Vì vậy, nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn thấy Cố Dư Sinh hoàn toàn không phải là một Cố Dư Sinh chân thật nhất. Hắn vẫn bình tĩnh thong dong như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thực chỉ là đang dở vờ trước mặt mọi người mà thôi. Nếu không phải tối hôm nay vô tình thấy được chuyện này, Lục Bán Thành mãi mãi cũng sẽ không biết lúc không có người Cố Dư Sinh đau khổ như thế nào. Lục Bán Thành sợ Cố Dư Sinh biết mình ở đây sẽ lúng túng, nên không đưa tài liệu mà lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, hắn lại liếc nhìn Cố Dư Sinh qua khe cửa. Cố Dư Sinh ngồi dậy, hai tay bụm mặt, giữa kẽ ngón tay hắn ướt nhẹp nước không ngừng tràn từ trong ra ngoài. Trong miệng hắn còn đang lơ mơ hồ lẩm bẩm gì đó, âm lượng rất nhỏ, Lục Bán Thành không thể nghe thấy được. Nhưng lúc cất bước rón rén rời đi, Lục Bán Thành có thể ngờ ngợ nghe ra ba chữ Tiểu Phiền Toái. Lục Bán Thành trở lại trong xe, không nhanh chóng về nhà mà đợi hai tiếng sau. Khi nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh tại chạy từ tầng hầm lên, hắn nghĩ một chút lại đuổi theo. Vì để tránh Cố Dư Sinh không biết bị theo dõi, Lục Bán Thành vẫn giữ khoảng cách rất xa xe của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không về nhà mà đến quảng trường Nhật Thị. Lục Bán Thành buồn bực ngồi trong xe, nhìn Cố Dư Sinh đậu xe ở ven đường, đi đến chỗ hồ Nguyệt Ước. Hắn tìm một đồng xu trong túi vứt vào hồ, lại tiểu tụy lẩm bẩm cầu nguyện. Đêm rất yên tĩnh, Lục Bán Thành hạ kính xe, nghe âm lượng của Cố Dư Sinh không lớn, nhưng từ trong gió có thể nghe được những lời hắn nói. Xin trời cao, hãy đưa cô ấy về lại bên tôi. Đôi mắt của Lục Bán Thành có chút nóng lên, hắn nhanh chóng ngước mắt, đóng cửa sổ, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi. Đi được một khoảng rất dài mới dừng xe, sau đó ngồi trong xe,
nhớ đến một chuyện khi còn trẻ. Chương 444. Khi đó cô ấy học trung học, hắn còn chưa xuất ngoại, ở trong cùng một tiểu đội với Cố Dư Sinh. Lúc đó đã có quảng trường này, ngay đó cũng là hồ Nguyện Ước. Lúc tan tầm, hai người họ thường đến quảng trường này trượt băng. Lúc chạng vạng, quảng trường có nhiều người, cũng không ít người vứt tiền xu xuống để cầu nguyện. Hồi đó có một bé gái thường hay lôi kéo bạn tốt của mình đến hồ Ước Nguyện, thành thật nói: "Đây chính là hồ Ước Nguyện mà tớ đã nói với cậu, đặc biệt linh nghiệm, chỉ cần cậu thành tâm cầu nguyện thì sẽ thành hiện thực." "Có thật không?" bé gái khác hỏi. "Thật." Sau đó hai cô bé tìm trong người mình một đồng xu trị giá 1 tệ, ném vào trong hồ, chắp tay trước ngực, rũ mi mắt nghiêm túc cầu nguyện. Lúc đó hắn và Cố Dư Sinh ở ngay bên cạnh, bên cạnh đó còn có mấy học sinh nam khác. Mọi người thấy bé gái nghiêm túc như vậy đều tin, sau đó đều đồng loạt cầu nguyện. Chỉ có Cố Dư Sinh ngồi một bên nhìn bọn họ khinh thường, cười khẽ một tiếng, sau đó liền đứng lên thành thạo xoay tròn một vòng trên giày trượt băng. Qua nhiều năm như vậy, nếu Lục Bán Thành không chính mắt nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng ở hồ Ước Nguyện mà cầu nguyện, sợ rằng mình còn không còn nhớ nổi chuyện xưa. Cuối cùng hắn nhung nhớ cô bé kia bao nhiêu, chờ đợi cô bé kia thất thỏm tuyệt vọng đến thế nào mới đến hồ Ước Nguyện làm những chuyện mà lúc trẻ bản thân chẳng coi là gì. Nói cách khác, hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu bất lực mới có thể nghĩ đến phương thức như thế. Cố Dư Sinh ngồi ở hồ Ước Nguyện một lúc lâu mới trở lại xe, liếc mắt nhìn thời gian 1:30 sáng, sau đó lại nhìn trời. Hình như cô chỉ mới rời khỏi hắn nửa tháng, nhưng có vẻ hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Nói thời gian là điều thuốc tốt nhất, có thể chữa trị tất cả mọi đau đớn, nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, hắn mới phát hiện thời gian không phải thuốc giải mà chính là độc dược. Vì so với nỗi đau thấu tim gan của những ngày đầu, thời gian càng lắng đọng lại những thâm tình, khiến người ta không thể nào quên được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đó chính là điều đáng sợ nhất, khiến người ta đau đớn nhất. Hắn thật sự rất sợ, sợ cả đời này cũng không thể gặp lại cô, sợ cô và hắn thật sự đã kết thúc. Bởi vì quãng thời gian còn lại quá dài mà hắn không thể nào quên được cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã đến đêm giao thừa. Lúc Tần Gia Ngôn nghỉ đông, đang đi làm công nhân tạm thời nên không thể trở về Liễu gia, chỉ có hai người Tần Chỉ Ái và mẹ của cô. Nhưng mẹ cô lại bày ra một bàn đầy những món ăn ngon. Hai ngày nay sức khỏe của mẹ cô rất yếu, có thể bà vẫn cố gắng để vượt qua năm mới mới nghỉ ngơi. Tần Chỉ Ái không buồn ngủ, ngồi ở một góc trên ghế salon phòng khách coi tivi, âm lượng mở đến mức thấp nhất, tiếp tục xem chương trình dạ hội mừng năm mới. Lúc bài hát quen thuộc "Khó Quên Đêm Nay" vang lên, điện thoại trên bàn đối diện cô lại run lên. Cô liếc mắt nhìn màn hình, là điện thoại của Hữu Ôn Noãn gọi tới. Chắc là cô ấy đã canh chính xác thời điểm giao thừa mà gọi chúc mừng năm mới cho Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái ngồi trong nhà nghe điện thoại sẽ làm mẹ của cô thức giấc, nên khoác áo khoác cầm điện thoại đi ra hành lang mới nghe máy. "Ôn Noãn." Cô vừa dứt lời, trong điện thoại Hữu Ôn Noãn kích động reo lên: "Tiểu Ái, năm mới vui vẻ." "Chúc mừng năm mới." Bên kia đầu dây, Hữu Ôn Noãn đang đứng toàn là âm thanh pháo hoa, hoan hô không ngừng. Tần Chỉ Ái dựa trên hàng hiên nhẹ giọng: "Cậu đang ở bên ngoài sao?" Chương 445. "Đúng vậy, mình và Ngô Hạo đến bãi biển xem pháo hoa." Hứa Ôn Noãn vừa mới trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái xong, liền nghe thấy tiếng pháo hoa bắn, sau đó lại nghe thấy những tiếng hoan hô vang lên. Hứa Ôn Noãn nói vào điện thoại di động, vừa bị những tạp âm kia cắt đứt, sau đó nói lại: "Tiểu Ái, chừng nào cậu về Bắc Kinh?" "Qua rằm tháng giêng đi." "Trễ như vậy sao? Trong nhà chỉ có một mình tớ thật là chán, cậu về nhanh một chút." Hứa Ôn Noãn nũng nịu nói, so với cô bên này lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Có thể là xem xong pháo hoa, bây giờ đã bắt đầu lên xe để chuẩn bị về nhà.
Được rồi, mình xem ngày có vé gần nhất thì lên với cậu ngay. Dừng một chút, Tân Chỉ Ái còn nói, nhưng mà có thể mình cũng phải sau 13. Thật sao? Yêu cậu, ok, mua. Hứa Ôn Noãn trả lời cười hì hì. Tân Chỉ Ái vừa định trả lời ha ha cười với Hứa Ôn Noãn, liền nghe thấy trong điện thoại có âm thanh của Ngô Hạo. Anh Sinh, em đưa vợ em về trước. Tân Chỉ Ái lập tức cứng đờ như khúc gỗ. Trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng của Cố Dư Sinh trả lời rất rõ ràng, ừ một tiếng. Cách một chút, hắn lại hỏi hai chữ, địa chỉ. Tiểu Ái, cậu chờ một chút. Hứa Ôn Noãn trả lời cô một câu, sau đó lại nói địa chỉ của nhà hai người họ cho Cố Dư Sinh biết. Sau đó cô mới quay lại điện thoại, alo một tiếng. Tân Chỉ Ái hoàn hồn, có chút mất tập trung, ừ với Hứa Ôn Noãn. Sau đó cũng chưa chờ Hứa Ôn Noãn trả lời, liền tiếp tục lên tiếng. Hứa Ôn Noãn, mẹ mình gọi, mình cúp máy trước. Khi nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nói xong, cô không chờ Hứa Ôn Noãn đáp lời mà nhanh chóng cúp máy. Sau đó lại cầm điện thoại di động đứng ngây ngốc ở hành lang. Nhiều ngày như vậy, cô cho là tâm tình của mình đã có thể bình tĩnh lại, nhưng lại không nghĩ tới, chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, cả thế giới của cô lại dễ dàng bị đảo lộn như vậy. 12 Tết, Tần Chỉ Ái trở về Bắc Kinh, muốn cho Hứa Ôn Noãn một niềm vui bất ngờ. Trong điện thoại cô nói là đến 13 cô mới lên, nhưng 3 giờ chiều cô đã đến Bắc Kinh rồi. Tết vừa mới trôi qua, xe cộ rất ít, cả con đường hầu như rất trống trải. Chỉ tốn 20 phút là đã có thể đến nhà trọ của cô và Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn không có nhà, trong phòng khách có chút rối loạn, nhà vệ sinh chất rất nhiều quần áo dơ. Tần Chỉ Ái bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ nhiều năm như vậy Hứa Ôn Noãn vẫn thế. Cô đặt hành lý xuống. Sắc trời ngày một tối, Hứa Ôn Noãn còn chưa về. Tần Chỉ Ái chỉ nhìn tủ lạnh, ngoại trừ mấy quả trứng gà với mấy bình sữa bò thì không còn gì khác, không có đồ ăn. Cô liền cầm ví tiền ra siêu thị gần đó. Tần Chỉ Ái mua đồ ăn có thể dự trữ trong vòng một tuần mới đẩy xe đi tính tiền. Sau khi ra khỏi siêu thị, trời đã tối đen. Mua khá nhiều đồ nên túi rất nặng. Dù siêu thị cách nhà không xa, nhưng cô vẫn rất vất vả. Lúc đến dưới lầu, Tần Chỉ Ái thấy Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo đứng trước cửa không xa. Cô theo bản năng muốn gọi Ôn Noãn, kết quả còn chưa phát ra âm thanh đã có một tiếng còi xe, sau đó là tiếng của Lục Bán Thành. Ê chuột, hai người xong chưa? Cứ như vậy không chán à? Chương 446. Tần Chỉ Ái từ từ đi tới, im lặng, nhìn thấy phía trước là một chiếc xe không thể nào quen thuộc hơn. Tuy rằng người ngồi ở ghế lái là Lục Bán Thành, nhưng cô liền có thể nhận ra đó là xe của Cố Dư Sinh. Cô không biết Cố Dư Sinh có ở trong xe hay không, nhưng cô sợ, không hề nghĩ nhiều mà nhìn xung quanh một chút, liền trốn sau một cái cây đã được cắt tỉa gọn gàng gần đó. Nhìn qua khe hở của cành lá, cô có thể thấy Hứa Ôn Noãn đang ôm Ngô Hạo làm nũng, ngách cổ chờ hắn hôn xuống, mới lưu luyến không rời mà buông tay Ngô Hạo, lùi về phía sau một bước, vẫy tay chào hắn. Ngô Hạo đưa tay ra khỏi xe, xoa xoa đầu của cô, mới quay người đóng cửa. Xe vốn không có đóng cửa kính, Tần Chỉ Ái nhìn thoáng qua đã thấy hết toàn bộ bên trong xe. Cô nhìn vào xe, thấy Cố Dư Sinh ngồi ở ghế phụ. Hắn mặc một cái áo khoác màu đen, tóc bị gió thổi loạn. Bởi vì quá nhanh, cô hoàn toàn chưa kịp nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, càng không biết 3 tháng không gặp hắn có gì thay đổi hay không. Tần Chỉ Ái né tránh một lúc lâu cũng không bước ra, mãi đến khi điện thoại trong túi cô vang lên, cô mới hồi phục tinh thần, lấy di động ra. Cô bắt máy nhưng vẫn không lên tiếng. Trong điện thoại, tiếng của Hứa Ôn Noãn cực kỳ kích động. Tiểu Ái, cậu về nhà rồi sao? Cậu trở về, sao không báo cho tớ biết, tớ đi đón cậu. Tiểu Ái, bây giờ cậu ở đâu? Hứa Ôn Noãn nói vài câu, Tần Chỉ Ái mới bình tĩnh trả lời. Mình đi siêu thị một chút. Siêu thị nào? Siêu thị Hoa Sen ở gần đây sao? Chờ mình một chút, mình đi đón cậu. Trong điện thoại, Tần Chỉ Ái lại nghe thấy tiếng Hứa Ôn Noãn đang chạy. Không cần, tôi đến dưới lầu rồi,
chờ tới một chút, mở cửa trước đi. Tần Chỉ Ái lên thang máy, liền nhìn thấy Hứa Ôn Noãn. Cô còn chưa kịp phản ứng, Hứa Ôn Noãn đã chạy tới, ôm cô lại hôn, nhảy cẫng lên. Hai cô bé ở cửa một lúc lâu mới đi vào nhà. Ôn Noãn định kéo Tần Chỉ Ái đi ra ngoài ăn. Cô đi tàu mệt mỏi, lại phải dọn một bãi chiến trường, ở lại dứt khoát ở nhà ăn. Hứa Ôn Noãn nghe lời cô, đương nhiên là cùng cô ở nhà làm thức ăn. Tần Chỉ Ái trong bếp bận rộn, Hứa Ôn Noãn ở bên cạnh phụ giúp một tay, lại thần bí mở miệng gọi Tiểu Ái. Ngữ khí của Hứa Ôn Noãn đột nhiên thay đổi, làm cho Tần Chỉ Ái buồn bực, nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại hạ tầm mắt, vừa đảo xuống vừa nhẹ giọng, hả? Cậu còn nhớ Cố Dư Sinh không? Động tác đang hạ dao bỗng khựng lại, không lên tiếng. Hứa Ôn Noãn cúi thấp đầu chọn đồ ăn, không nhận ra được hành động nhỏ của cô, cho rằng cô chỉ trầm mặc không có ấn tượng, lại mở miệng, chính là anh chàng hot boy nhà giàu kia, tính tình kỳ quái, lúc trước có đưa chúng ta đi ăn cơm một lần ý. Tần Chỉ Ái hạ dao cắt một miếng thịt, ngữ khí tự nhiên hỏi lại, nhớ sao vậy? Chương 447. Anh ấy xảy ra chút việc, hình như là đã xảy ra một chuyện hy hữu, cũng không thể gọi là hy hữu mà rất là ly kỳ, như tiểu thuyết thời cấp 3 chúng mình vẫn đọc ấy. Lương Đậu Khấu, cậu có biết không, cái ngôi sao lớn ấy chính là vợ của hắn, nhưng không biết vì lý do gì sau khi cưới về lại không bên cạnh hắn, mà lại tìm một người để đóng thế cô ấy. Tần Chỉ Ái trượt tay xuống dao, cắt trúng ngón tay, máu chảy ròng ròng. Cô vội để dao xuống, chặn lại miệng vết thương, quay lại với Hứa Ôn Noãn đang nhặt rau, kêu lên một tiếng. Chuyện cụ thể ra sao mình cũng không rõ lắm, chính lúc là Ngô Hạo vô tình nói một câu, thế nhưng Ngô Hạo cũng không kể rõ ràng. Tiểu Ái, cậu không cảm thấy thần kỳ sao, trên thực tế mà lại có chuyện như vậy xảy ra? Thì ra cô rời đi 3 tháng, chuyện Lương Đậu Khấu đóng giả đã bại lộ. Tần Chỉ Ái chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không nghe những câu tiếp theo của Hứa Ôn Noãn nữa. À đúng rồi, Tiểu Ái, tối ngày mốt cậu có rảnh không? Hứa Ôn Noãn lại nhặt xong 2 bó rau, liền đứng lên, nhìn Tần Chỉ Ái cầm ngón tay chảy máu, liền đưa tay quơ quơ trước mặt Tần Chỉ Ái đang đứng ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy cô cũng không có phản ứng, liền đi đến bên tai cô ây lên một tiếng. Toàn thân Tần Chỉ Ái run cầm cập, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Cô vừa hạ một cái, Hứa Ôn Noãn liền thấy được vết thương trên ngón tay của cô, liền lập tức ném rau qua một bên, nắm chặt tay cô. Ây, Tiểu Ái, cậu lại bị thương rồi, mình đi tìm băng keo cá nhân cho cậu. Không cần đâu, Tần Chỉ Ái lên tiếng ngăn Hứa Ôn Noãn lại, đưa tay vào vòi nước rửa một cái, lại thấy ngón tay sạch rồi, thì cầm dao tiếp tục cắt thịt. Lúc nãy cậu nói gì? Mình hỏi là ngày mốt cậu có rảnh không? Để làm gì? Tối ngày mốt là sinh nhật một người bạn của anh ấy, tổ chức trên du thuyền, mình đưa cậu đi cùng. Cố Dư Sinh, Ngô Hạo và Lục Bán Thành là bạn thân, nhưng thời điểm này không phải là sinh nhật của Cố Dư Sinh, chắc là sinh nhật của Lục Bán Thành. Tần Chỉ Ái nghĩ một lát, lại nhẹ giọng hỏi, ai vậy? Là Lục Bán Thành, lần trước đi ăn cơm cậu cũng gặp rồi. Hứa Ôn Noãn đáp xong, lại nhớ ra chuyện gì tốt đẹp, cười hì hì mở miệng. Tiểu Ái, cậu có thích ngôi sao nổi tiếng nào không? Anh ấy là người đầu tư các bộ phim truyền hình. Nếu có, chúng ta có thể tìm anh ta, nhất định sẽ được đi gặp các thần tượng. Lúc trước mình cũng đã đi với anh ta, còn được chụp hình với họ nữa. Đúng là Lục Bán Thành. Tần Chỉ Ái bừng tỉnh, nghe Hứa Ôn Noãn nói nửa câu xong, liền quay đầu nhìn về phía cô một chút, không lên tiếng, lại ra hiệu cho cô lùi về phía sau một chút, mở lửa để khô nồi, mới đổ dầu xào thức ăn. Làm cơm xong, hai cô bé ngồi đối diện nhau lúc ăn cơm. Hứa Ôn Noãn nghĩ Tần Chỉ Ái vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, lại hỏi một lần, Tiểu Ái, cậu còn chưa trả lời, ngày mốt cuối cùng cậu có rảnh hay không? Nói tới đây, Hứa Ôn Noãn dừng lại một chút, lại mở miệng, cậu còn chưa đi học mà, chắc là rảnh đúng không? Đi với mình đi, ở nhà chán chết đi được nha, đi được không? Chương 448. Sinh nhật Lục Bán Thành.
chắc chắn là Cố Dư Sinh sẽ tham dự. Ba chữ Cố Dư Sinh này bay qua đầu cô, không biết tại sao Tần Chỉ Ái bên tai lại có tiếng vang. Lúc trước khi cô và Lương Đậu Khấu đổi lại ở hội quán đã nói những câu: "Đùa gì thế, sao tôi lại có thể thích cô ấy?" "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ có hứng thú với cơ thể cô ấy, có cảm giác ngủ chung cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác." Cho dù sự việc đã trôi qua 3 tháng, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ như in những câu nói đó, càng không quên cái nỗi đau đến nghẹt thở ngày hôm đó. Sức cầm đũa của cô tăng lên, rũ mi mắt, khuôn mặt có chút tái nhợt. "Tiểu Ái, Tiểu Ái, cậu làm sao vậy?" Hứa Ôn Loãn nhận thấy sự khác thường của Tần Chỉ Ái, động tác bới cơm liền dừng lại, quan tâm hỏi. "Không, là không có gì." Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, sợ Hứa Ôn Loãn nhìn thấy đáy mắt cô đơn của mình, không dám nhìn thẳng cô. Qua mấy giây, cô mới mở miệng, ngữ khí ấm áp. "Mình chợt nhớ ra, ngày mốt giáo viên chủ nhiệm của mình có hẹn gặp. Chắc là vì mình nghỉ học quá lâu nên cô rất nhiều chuyện cần mình xác nhận lại, vì vậy mình chắc là không rảnh đâu." Yêu thì yêu, nhưng sai lầm hết lần này đến lần khác như vậy là đủ. Cô không muốn mình phải phạm một sai lầm đến 3 lần. Cô đã không còn là Tần Chỉ Ái của 8 năm trước. Cô bé có thể vì tới gần hắn mà mặc kệ hết tất cả mọi chuyện, đều phấn đấu để tiến về phía hắn, đã không còn nữa. Huống chi bây giờ hắn đã kết hôn, cô tới cũng thay đổi được gì, chỉ khiến cho bản thân càng thêm bi thương mà thôi. Chuyện bây giờ cô muốn làm nhất chính là cất giấu những ký ức đẹp đẽ nhất của hắn và cô vào tận đáy lòng, sau đó sống một cuộc sống bình thường như trước đây. "Vậy sao?" Hứa Ôn Loãn tiếc nuối. "Mình còn muốn dẫn cậu lên thuyền chơi một chuyến." "Không sao đâu mà, sau này còn nhiều cơ hội." Tần Chỉ Ái ổn định lại tâm tình mới ngẩng đầu cười yếu ớt nói với Hứa Ôn Loãn. "Được rồi." Hứa Ôn Loãn miễn cưỡng đáp lại, sau một lát vẫn chưa từ bỏ ý định. "Cậu xong rồi mà, còn sớm thì có thể nói cho mình biết, mình đi đón cậu, chúng ta cùng đi, nếu thật sự không có thời gian thì thôi." Tần Chỉ Ái cười cười, biểu hiện mình bình thường. "Ừ, được." Tần Chỉ Ái thật sự không đi dự sinh nhật của Lục Bán Thành. Buổi chiều cô ra khỏi nhà đã là 5 rưỡi. Hứa Ôn Loãn gọi điện thoại cho cô, hỏi xong việc chưa. Cô nói dối, sau đó lại ngồi trong KFC ôn tập. Nghỉ học lâu như vậy, cô cũng đã quên mất 7-8 phần kiến thức. Đến khi cô lên WeChat, nhìn thấy ảnh chụp chung trong sinh nhật của Lục Bán Thành, một hồi mới dọn đồ về nhà. Tần Chỉ Ái tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên ghế salon xem lại bài tập chưa xong. Sau đó liếc nhìn thời gian, thấy còn sớm, mới mở TV xem một bộ phim điện ảnh. Xem xong cũng đã là 12 giờ khuya. Cô cho rằng Hứa Ôn Loãn không về, liền tắt TV bỏ lên giường. Vừa mới vào phòng ngủ không lâu, Tần Chỉ Ái lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Ban đầu cô còn cho rằng mình không nằm mơ, trợn tròn mắt nhìn chân ra nhà sửng sốt. Một chút lại nghe thấy tiếng chuông leng keng, lúc này mới vội vàng vén chăn xuống giường. Chương 449. Tần Chỉ Ái cho rằng Hứa Ôn Loãn đã về, lại quên mang theo chìa khóa nên mới gõ cửa, chỉ mặc bộ đồ ngủ tơ tằm có thắt lưng nhỏ đi chân trần ra ngoài. Chuông cửa lại reo lên, cô sợ Hứa Ôn Loãn chờ sốt ruột nên vội vàng vọt ra mở cửa. Chưa kịp mở đèn phòng khách, ngay cả mắt thần cũng không nhìn, liền mở cửa ra. Cô chưa nhìn ra bên ngoài đã lên tiếng: "Ôn Loãn, sao cậu lại không mang theo chìa?" Chữ khóa còn chưa kịp nói đã im bặt. Đúng thật là Hứa Ôn Loãn đã về, nhưng cô ấy lại uống say như chết, bất tỉnh nhân sự, nằm trên lưng Lục Bán Thành, một chút ý thức cũng không có. Có điều không phải Lục Bán Thành là người làm cô ngây người, mà là Cố Dư Sinh đang đứng phía sau hắn. Áo khoác màu đen, quần dài, giày da, vóc người thon dài so với lúc trước khi cô rời đi hình như đã gầy đi rất nhiều. Hắn lười nhác đứng một bên, rũ mi mắt, nửa tỉnh nửa mê, một tay cầm túi xách của Hứa Ôn Loãn, một tay cầm điện thoại di động đang nghe máy, miệng không nói nhiều, đôi khi chỉ ừ hoặc biết rồi. Hàng hiên tối tăm,
cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cô có thể cảm giác được khí tức trên người hắn lạnh lùng mà mờ mịt. Lục Bán Thành cõng Hứa Ôn Noãn nhìn Tần Chỉ Ái đứng một lúc lâu không mở cửa, càng không có ý mời hắn vào nhà, liền hắng giọng một cái, ho khan một tiếng. Tần Chỉ Ái hoàn hồn liền vội vàng rời khỏi tầm mắt, khỏi Cốm Sư Sinh, hơi nhích người rồi mới lên tiếng: "Vào đi." Lục Bán Thành vừa chuẩn bị vào phòng, sau đó thu chân hỏi: "Có cần phải thay giày không?" Hứa Ôn Noãn là bạn gái của Ngô Hạo, nhưng mà cô là người thuê phòng chung với Hứa Ôn Noãn nên chưa bao giờ dẫn Ngô Hạo vào nhà, sợ quấy rầy cô, vì vậy trong nhà cũng không có dép của đàn ông. Tần Chỉ Ái vội lắc đầu: "Không cần đâu." Lục Bán Thành đáp một tiếng rồi mới vào nhà. Tần Chỉ Ái thấy hắn đi qua nhà mình mới nhớ tới trong phòng không bật đèn, lại đưa tay sờ tìm công tắc. Trong phòng trở nên sáng choang, cô nghiêng đầu liếc nhìn Cố Dư Sinh vẫn còn đang nghe điện thoại, phát hiện mặt hắn còn trắng hơn cả da con gái. Cô đứng ở cửa do dự một chút, không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ không đóng cửa đi theo phía sau Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đặt Hứa Ôn Noãn ở trên ghế, lúc hắn vừa chuẩn bị đứng dậy thì Hứa Ôn Noãn lại vươn tay mình, suýt nữa lăn ra khỏi ghế. Lục Bán Thành vội đưa tay kéo cô lại. Tần Chỉ Ái vừa mới chuẩn bị giúp một tay thì nhìn thấy qua một tấm gương trên tường, trên người mình chỉ mặc bộ đồ ngủ, liền lùi về phía sau một bước, nói với Lục Bán Thành: Tôi đi thay bộ đồ." Sau đó còn chưa chờ Lục Bán Thành có phản ứng, liền chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Tần Chỉ Ái thay quần áo xong lại đi ra, nghe thấy Hứa Ôn Noãn đã say đến rối tinh rối mù thì thầm câu: "Nước, nước." Lục Bán Thành đứng ở ghế sofa nhìn xung quanh, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền nói với Tần Chỉ Ái: "Rót cho cô ấy cốc nước nhanh lên." Tần Chỉ Ái không kịp lên tiếng liền đi đến nhà bếp. Trước nhà bếp, cô liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang đứng ở cửa nhận điện thoại. Chương 450. Lúc Tần Chỉ Ái rót nước cho Hứa Ôn Noãn, cũng thuận tay rót cho Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành mỗi người một ly nước. Cô bưng khay từ trong nhà bếp đi ra, Cố Dư Sinh đứng trước cửa cũng đã cúp máy, vừa cất điện thoại di động vừa liếc mắt một cái, tầm mắt đúng lúc xẹt qua người cô. Đầu ngón tay của Tần Chỉ Ái căng thẳng, không tự chủ mà nắm chặt khay, làm như không có gì, từ từ đặt khay xuống bàn. Trước tiên đưa cho Lục Bán Thành một ly nước, sau đó mới bưng một ly ngồi xổm trước mặt Hứa Ôn Noãn. Lục Bán Thành nhận nước xong lễ phép cảm ơn. Tần Chỉ Ái cười yếu ớt không lên tiếng, cầm ly nước đưa đến trước bên môi của Hứa Ôn Noãn đang mơ mơ màng màng. Lục Bán Thành uống nửa ly nước xong, nghĩ đến Hứa Ôn Noãn là bạn gái của Ngô Hạo mà lại bị hắn và Cố Dư Sinh đưa về nhà, thêm vào đó bầu không khí cũng vô cùng ngột ngạt, liền vừa giải thích vừa cố gắng làm bầu không khí trở nên tốt hơn. "Thằng chuột nó cũng say rồi, đang ngủ như chết trên xe. Tôi cảm thấy hắn ở một mình trên xe cũng không sao, nên mới để anh Sinh cùng lên đây giúp tôi cầm mấy thứ lặt vặt." Hứa Ôn Noãn được uống nước rồi lại bò qua một bên ngủ say như chết. Tần Chỉ Ái để ly nước trên bàn mới cười với Lục Bán Thành, vừa nói một đoạn dài như vậy trả lời ừ một tiếng: "Em còn nhớ anh Sinh chứ, lúc trước chúng ta cùng ăn cơm một bữa rồi." Lục Bán Thành lại nói: "Dạ còn." Tần Chỉ Ái trả lời đơn giản: "Em hát cũng hay lắm." Lục Bán Thành khen Tần Chỉ Ái một câu, cô chỉ cười không lên tiếng. Đi vào nhà lại không có ghế salon ngồi, nên Cố Dư Sinh chỉ có thể đứng tựa vào cửa liếc nhìn Tần Chỉ Ái đang tán gẫu với Lục Bán Thành. Nói câu đầu tiên sau khi được gặp cô lại là: "Đi thôi." Ngữ khí của hắn rất nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, làm cho người ta có cảm giác xa cách và lạnh lẽo. "Ừ, đi ngay đây." Lục Bán Thành đáp một tiếng, lập tức đứng lên đặt ly nước xuống mới chào tạm biệt. Tần Chỉ Ái nhìn sang Hứa Ôn Noãn đang ngủ trên ghế salon, lại nghĩ Tần Chỉ Ái cũng chỉ là một cô bé, sợ là không thể nào vác được Hứa Ôn Noãn vào phòng, lại chỉ Hứa Ôn Noãn sau đó nói: "Cô ấy ở phòng nào, có cần anh giúp em đưa cô ấy vào phòng không?" "Được, vậy cảm ơn anh." Tần Chỉ Ái nói xong liền chỉ vào một cánh cửa: "Là phòng này."
Lục Bán Thành không hé răng, chỉ đơn giản khiêng Hứa Ôn Noãn từ ghế salon lên dễ như ăn cháo, nhanh chân tiến vào phòng ngủ của cô ấy. Sinh nhật Lục Bán Thành buổi tối, hắn không uống nhiều, có chút nhớ nhà vệ sinh, nên sau khi đặt Hứa Ôn Noãn lên giường, liền lễ phép quay người hỏi thăm, có thể cho anh dùng nhờ nhà vệ sinh một lát được không? Dạ được. Tần Chỉ Ái đáp lời. Cô chờ Lục Bán Thành đi rồi mới vào phòng ngủ đắp lại chăn cho Hứa Ôn Noãn, rồi mới rời khỏi phòng ngủ. Lục Bán Thành còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, trong phòng khách chỉ còn lại cô và Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không có ý muốn nói chuyện với Tần Chỉ Ái, cô cũng không chủ động nói chuyện với hắn. Bên trong phòng khách hoàn toàn là yên tĩnh. Không biết có phải do tâm lý hay không, Tần Chỉ Ái luôn cảm thấy bầu không khí này càng ngày càng lúng túng, khiến cả người cô cũng trở nên sáng suốt. Ngay lập tức, không hiểu sao Lục Bán Thành như vậy còn chưa xong, Cố Dư Sinh đang đứng ở cửa lại gọi. Này, chương 451. Chào anh, em là Tần Chỉ Ái, phần 1. Tần Chỉ Ái run run mí mắt, tay phải nắm lấy vạt áo, qua mấy giây mới thoáng ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía Cố Dư Sinh. Hắn nhìn chằm chằm một ô vuông trên kệ có một cây xanh, bình tĩnh nhìn, cũng không biết đang nghĩ gì, nhàn nhạt đi đến gần. Hắn rất yên tĩnh, giống như một pho tượng, khiến Tần Chỉ Ái có hoài nghi tiếng này lúc nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Tần Chỉ Ái nhìn một lát, thấy hắn vẫn không có phản ứng, vừa chuẩn bị thu lại tầm mắt, lại thấy lông mi hắn nhấp nháy 3 lần. Tầm mắt nhìn cây xanh kia một chút, chỉ là hướng đầu về vị trí cô đang đứng, không nhìn cô, nhưng lại gọi này một tiếng. Lần này, tận mắt Tần Chỉ Ái thấy hắn mở miệng, nên đầu ngón tay cô lại run nhẹ lên, đáy lòng nao núng, dạ một tiếng rất nhẹ. Cố Dư Sinh không nói gì nữa, mà đưa tay đang cầm túi của Hứa Ôn Noãn về phía cô, lắc 2 cái, giống như đang hỏi cô túi này xử lý như thế nào. Cô đứng tại chỗ, như vậy mới hiểu ý, a lên, rồi nhanh chóng chạy đến gần hắn, đưa tay nhận lấy túi. Tần Chỉ Ái vốn muốn quay vào phòng, nhưng suy nghĩ một lát, lại thay Hứa Ôn Noãn nói một câu cảm ơn. Cố Dư Sinh vẫn dùng dáng vẻ lãnh đạm, nghe thấy cô nói cảm ơn, cũng không chớp mắt, không nhìn Tần Chỉ Ái, chỉ nhìn hư không, khẽ gật đầu thật nhẹ, liền dựa vào vách tường, giống như đang hoảng hốt, im lặng tạo thành một bức tranh. Tần Chỉ Ái không dám nhìn thẳng Cố Dư Sinh một cách quang minh chính đại, mà chỉ liếc nhìn hắn rất nhanh, như vậy cũng có thể khiến cho cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và hốc hác, quầng mắt còn hiện ra một màu đen rõ ràng. Không biết là bao lâu hắn không nghỉ ngơi thật tốt mới có thể bị thâm quầng mắt như vậy. Hơn nữa, sắc khí so với lúc cô vừa đi lại uể oải, tiểu tụy hơn rất nhiều. Trong ngực của Tần Chỉ Ái bén đau, cô nhìn hắn một chút, có chút quan tâm, nhưng cô lại không có tư cách nói ra. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cầm túi của Hứa Ôn Noãn, bình tĩnh đặt xuống ghế. Lục Bán Thành còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, bên trong lại yên tĩnh một lần nữa. Bầu không khí có vẻ càng thêm lúng túng. Cố Dư Sinh đứng ở cửa, Tần Chỉ Ái cũng không tiện ngồi, có thể cứng ngắc đứng sau lưng hắn, cạnh bàn trà. Không hề có một tiếng động, như vậy làm cho Tần Chỉ Ái không chịu nổi. Cô nhìn một vòng, thấy ly nước trên bàn lúc nãy cô mang ra, để giảm bớt sự ngột ngạt trong bầu không khí, cũng để cho mình thả lỏng một chút. Tần Chỉ Ái quay đầu hỏi Cố Dư Sinh, anh có muốn uống nước không? Cố Dư Sinh làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào hư không, tầm mắt đăm chiêu. Ngay lúc Tần Chỉ Ái cho rằng hắn không để ý đến cô, thì hắn lại ừ một tiếng. Đây là ý gì? Tần Chỉ Ái nghi hoặc, vẫn khom người bưng ly nước lên đưa cho Cố Dư Sinh. Hết chương 451. Hết tập 25.